Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách lắp cái tủ giày 7 tầng 14 ngăn mẫu mới 2021. Sản phẩm đã được bán ở trên Shopee. Thì đầu tiên thì mình sẽ tiến hành bóc cái kiện hàng của cái sản phẩm này. Kiện hàng sẽ được gói trong một cái hộp các tông giống như này. Mình đang tiến hành bóc cái sản phẩm này ra đây. Thì sau khi mà các bạn phân loại xong, bóc xong thì chúng ta sẽ tiến hành lắp nhé. Thì đầu tiên thì các bạn tìm cho mình ba cái thanh này nhá, ba cái thanh dài nhất đấy. Đây thì các bạn ướm thử và đo trước. Đây các bạn xem có hai cái thanh ở đây, thì hai thanh mà các bạn xem có nó có hai cái lỗ ở đầu tiên đấy, thì cái phần đấy chính là cái phần dưới của cái tủ giày nhá. Thì mình bắt đầu tiến hành mình ướm để các cái lỗ này nó khớp với cái thanh trục giữa đấy ạ. Đây mình đang ướm đây. Đấy thì các lỗ này để các lỗ này nó thẳng hàng với nhau thì khi mình lắp thì nó mới khớp được nhá. Tại vì ở đây thì cái kệ này thì nó chỉ có một chiều là mình lắp nó đúng thôi, nên ở chỗ này mà các bạn mà lắp mà sai là các bạn phải tháo ra để lắp lại nhá. Và đây là cái ảnh mà mình chụp để các bạn dễ hình dung nhá. Thì các bạn thấy ở đây thì hai cái thanh nhỏ với một cái thanh lớn ở giữa ấy, thì nó có các cái lỗ khoan này này, thì các bạn ướm cho nó thẳng hàng với nhau ấy. Và cái phần bên trên này thì ba thanh này nó sẽ bằng nhau nhá, còn thành phần bên dưới này thì hai thanh nhỏ nó sẽ dài hơn một tí và nó có hai cái lỗ khoan ở bên dưới đấy, là thì chính là cái chỗ để mình vặn cái thanh đấy ở dưới ạ. Và khi mà mình ướm xong rồi mình bắt đầu tiến hành lắp cái tấm ngang nhá. Đây mình đang tiến hành lắp cái tấm ngang đầu tiên đây. Đây mình bảo các bạn ướm lên, tại vì là mình ướm lúc này thì sau mình lắp cái tấm ngang này thì hai cái thanh này mình mới lắp nó khớp với nhau được nhá. Vì mình thấy cũng khá là nhiều bạn phản hồi là cái lỗ khoan này của bên xưởng khoan nó bị lệch ấy, nhưng thực ra là nó không phải nó bị lệch đâu, mà là nó chỉ có một chiều duy nhất là nó đúng thôi. Nên là trước khi các bạn lắp thì các bạn phải thử trước rồi mới lắp, không thì nhiều lúc lại phải tháo ra lắp lại ấy. Lắp các cái thanh nhỏ này thì mình cứ lắp so le thôi. Ở đây thì mình dùng khoan thôi nhé, nhưng mà những cái này là đã được xưởng họ khoan sẵn lỗ rồi, thì mình dùng tô vít bình thường thì mình cũng vặn được nhé. Ở đây mình dùng khoan cho nó nhanh thôi. Đây mình đã tiến hành lắp xong hai tấm đầu tiên. Thì lúc lắp xong thì các bạn để ý ở cái mặt lưng của hai tấm này ấy, thì nó có hai cái lỗ đấy. Thì hai cái lỗ đấy là chính là để vặn hai cái thanh đứng ở đây. Thì các bạn xem mà mình là lắp đúng đúng cái chiều của hai thanh ngang đây cho nhá. Đây thì xong rồi, lắp xong hai thanh thì các bạn cứ kiểm tra lại một lần nữa nhá.
để kiểm tra các lỗ này nó đã khớp với cái lỗ trục giữa cho nhá, để tránh mình mất thời gian là mình phải tháo ra lắp lại nhiều lần. Đây thì mình đang ướm thử đây. Ở đây thì mình thấy của mình là nó khớp rồi nhá. Khớp rồi thì mình tiến hành lắp tiếp tiếp các cái thanh ngang còn lại thôi. Các thanh ngang này thì nó không có gì cả, thì các bạn cứ lắp xo le thôi. Đây là mình lắp nốt mấy cái thanh ngang này nhá. Cái sản phẩm này là làm bằng gỗ công nghiệp phủ melamine nhá. Thì cái bề mặt của melamine này thì nó có thể chống được nước nhá. Chống nước ở đây là mình, ví dụ như mình có nước mà nó bị té vào ấy, thì mình dùng khăn hay là gì đấy mình lau được ok nhá. Cái bề mặt này nó không thấm nước. Nhưng mà cái này ngâm nước thì không được nhá. Mình ngâm nước là cái cốt bên trong là mình không chịu được nước nhá. Chỉ có bề mặt của nó là chống được nước thôi, chứ còn tức là nếu mà ngâm lâu thì nó vẫn bị thấm nước nhá.
Đây, và chúng ta đã lắp xong cái phần thân rồi. Thì tiếp theo là mình sẽ lắp nốt cái đế và hai cái thanh này, là hai cái thanh giằng nhá. Hai thanh giằng cho cái hệ ngang này đấy. Đây đây, chỗ này mình kiểm tra lại các cái lỗ xem nó đúng với nhá. Mình tiến hành bắt hai cái thanh giằng này vào. Ở đây thì là mình lắp mẫu nên là mình chỉ bắt hai cái vít đầu và hai cái vít cuối thôi nhá. Còn các bạn lắp thì các bạn cứ bắt toàn bộ cái vít vào để cho cái kệ nó chắc. Mình chỉ tiến hành cố định bốn cái vít ở bốn góc thôi để mình tạo hình thôi. Còn các bạn lắp thì các bạn cứ vặn toàn bộ cái vít vào. Đây, và chúng ta đã hoàn thành được khoảng tầm 70% rồi. Tiếp theo là mình sẽ lắp cái chân đế nhá. Đây, cái chân đế thì các bạn tìm cái tấm vuông ở đây, cái tấm hình hình chữ nhật ở đây, tấm nó có một cái lỗ ở giữa đấy, chỉ có một cái lỗ ở giữa đấy, một lỗ ở giữa và có hai cái lỗ ở sườn đấy. Đây thì mình lắp cái chân này trước. Đây mình dựng đứng nó dậy cho dễ lắp. Cái này mình vặn từ trên xuống thì nó sẽ dễ hơn. Đây, và mình đã lắp xong được cái chân đế đây. Thì tiếp theo là bây giờ mình chỉ còn mỗi cái ngăn kéo thôi. Thì chúng ta lại tiến hành lắp ngăn kéo nhá. Đây, thì lắp ngăn kéo thì các tấm của ngăn kéo đây. Cái tấm to nhất này chính là cái tấm ngang. Các bạn chọn ra ba cái thanh dài nhỏ đây. Thanh nhỏ đây. Thì cái thanh nhỏ này nó có hai loại nhá. Có một loại là dán ba cạnh đây. Cái thanh này dán ba cạnh đây. Thì dán ba cạnh tức là cái thanh này là thanh nằm ở bên tay phải nhá, nằm bên cùng bên tay phải ấy. Là cái chỗ nó không có ngăn kéo ấy. Đây thì trước khi lắp thì mình cũng sẽ tiến hành mình ướm thử nhá. Đây mình thử cái này xem đây, mình biết cái lỗ nào là lỗ của cái trục giữa nhá. Đây thì các bạn để ý nhá, cái lỗ số 1 đây này mình có đánh dấu đây. Nó sẽ thẳng hàng với cái trục ở đây, thì tức là cái lỗ này mình sẽ bắt vào cái trục giữa nhá. Thì sau khi mình đã thử xong ấy thì mình sẽ lắp ba cái thanh nhỏ này.
cái này mình cứ vặn vít vào thôi, không có gì cả. Vừa nãy mình có đánh dấu cái lỗ số 1 ấy, thì tức là cái lỗ đấy là mình để bắt cái trục vào cái trục giữa, thì cái lỗ còn lại ở cạnh cái lỗ số 1 đấy là mình bắt cái thanh nhỏ này nhá, chính là cái thanh chia ngăn kéo đấy. Đây thì các bạn để ý là cái thanh lớn này ấy, cái tấm này ấy, thì nó có hai cái lỗ, hai cái lỗ ngang ấy, thì hai cái lỗ đấy là ở phía sau nhá, để mình bắt cái thanh dài ở sau ấy thì mình lắp để cho nó đúng cái chiều ấy. Đấy, thì để lắp cái thanh dài thì nó sẽ hở ra một khoảng của cái thanh nhỏ đấy, để mình biết là chiều nào trước chiều nào sau đấy. Đây mình sẽ lắp tiếp cái thanh nhỏ còn lại đây. Vừa nãy mình có đánh dấu cái lỗ số 1 đấy, thì bây giờ mình lắp cái lỗ cạnh của lỗ số 1 nhá, để là mình lắp cái thanh nhỏ nhá. Tức là lỗ số 1 đấy là cái lỗ của cái trục ấy, trục giữa ấy, thì mình chừa cái lỗ đấy lại để tí nữa mình lắp sau. Đây nó còn một cái thanh nhỏ nữa, cái thanh nhỏ dán ba cạnh đấy, thì nó là đây các bạn lắp cái chiều mà nó dán rồi ấy, thì nó nằm ở phía trên nhá. Đây mình vặn nốt xong cái này. Thì sau khi mà mình lắp xong ba cái này đó, thì mình tiến hành mình lắp lên cái kệ luôn. Đây thì mình chuyển cảnh qua lắp cái phần trên nhá. Thì mình sẽ tiến hành cố định cái này vào cái kệ luôn. Tại vì nếu mà mình lắp cái thanh dài luôn là mình không vặn được cái ốc xuống cái kệ này nhá. Cái thanh dài kia nó sẽ chặn mất cái lỗ để mình vặn vào ấy. Thì mình cố định xong thì mình mới tiến hành lắp cái thanh dài ở sau nhá, cái thanh hậu ở sau ấy. Đây mình sẽ vặn nốt cái thanh hậu ở sau đây. Đây và chúng ta lắp xong được cái thanh ở sau rồi. Thì bây giờ nó sẽ còn một cái tấm ở trên nữa và một cái ngăn kéo. Thì các bạn để ý cái tấm ở trên này thì cái mặt nó có một mặt là có 5 lỗ mà còn nó có 3 lỗ ấy. Thì mặt 5 lỗ là mặt nằm dưới. Còn mặt 3 lỗ là mặt nằm trên. 5 6 lỗ. Đây. Thì các bạn ở đây nó có cái chốt nhá. Cái chốt này là chính là để làm cái trục xoay ấy. Thì các bạn đóng cái chốt vào cái lỗ này này. Đấy, mình đóng vào cái lỗ ở phía mặt dưới này đây. Một phần là mình đóng ở cái mặt dưới này và một bên là mình đóng vào cái thanh ngang này đây. Thì nó làm cái trục xoay giống như bản lề ấy. Một cái trên một cái dưới ấy. Thì mình đã xoay được cái ngăn kéo này vào với ra đấy.
Ở đây thì mình không đóng nốt nhé. Ở đây mình chỉ lắp hướng dẫn thôi nên mình không đóng vào luôn. Vâng, ok. Và khi các bạn đóng xong cái chốt đấy là mình đã hoàn thành được cái kệ giày nhé. Ở đây là sản phẩm của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Ở đây mình còn bốn cái bao trắng này ấy, mình bốn cái chân đế ấy, thì mình đóng ở phía dưới kệ ấy, để mình làm cái chân mình điều chỉnh thăng bằng nhá, điều chỉnh thăng bằng cho cái kệ, hoặc là mình lúc mình kéo đi thì nó đỡ bị xước.